Đức là một nước Cộng hòa nghị viện liên bang nằm ở Trung Tây Âu, đồng thời là cường quốc lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Có dân số đứng thứ hai châu Âu sau Nga và có lượng người nhập cư cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Nhắc đến Đức, các bạn thường nghĩ đến điều gì? Một quá khứ đầy đau thương và lỗi lầm. Một người anh cả của châu Âu. Lễ hội Oktoberfest với các loại bia và xúc xích hảo hạng. Hay cỗ xe tăng với 4 chức vô địch World Cup. Đối với Spider Room, nhắc đến Đức là chúng mình nghĩ ngay đến một đất nước với lịch sử hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp nhiều lần. Thứ được họ biểu thị một cách đầy tự hào trong chính quốc kỳ của mình. Và đó cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. Vì sao đến tận năm 1919, vào thời Cộng hòa Weimar, chiếc cờ với 3 màu đen, đỏ, vàng mới được thông qua làm quốc kỳ của Đức? Trước đó nó đã có những phiên bản nào và mỗi màu là biểu tượng cho niềm tự hào gì của người Đức? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả Hoàng Anh ngay sau đây. Đầu tiên, chúng mình hãy cùng đi ngược về lịch sử, về thời điểm mà nước Đức vẫn còn chưa được sinh ra. Vào thời kỳ Trung Cổ, đế quốc La Mã thần thánh tồn tại từ thế kỷ thứ 10 đến năm 1806, song không có quốc kỳ. Tuy nhiên, Hoàng đế La Mã thì lại có cờ, và nó bao gồm màu đen và vàng, được thể hiện trên hiệu kỳ Hoàng đế, một con đại bàng màu đen trên một nền vàng. Kể từ đầu thế kỷ thứ 15, một đại bàng hai đầu được sử dụng. Dành cho các bạn chưa biết thì đế quốc La Mã thần thánh còn được gọi là Thánh chế La Mã, là một phức hợp lãnh thổ rộng lớn đa sắc tộc, mà chủ yếu là người Đức, tồn tại từ năm 962 cho đến năm 1806. Vào thời kỳ thịnh vượng trong thế kỷ thứ 12, đế quốc này bao gồm lãnh thổ rộng lớn mà ngày nay gồm các nước là Đức, Áo, Thụy Sĩ, miền đông nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, miền Tây Ba Lan, Cộng hòa Séc và Ý. Đế quốc La Mã thần thánh sụp đổ vào năm 1806, nhiều công tước, thân vương của đế quốc gia nhập liên bang Rohan, một liên minh các nhà nước nội thuộc của đệ nhất đế chế Pháp, ngoại trừ hai nước Phổ và Áo, hãy nhớ hai cái tên này nhé, vì họ còn va chạm nhiều lần nữa trong lịch sử đấy. Các nước kể trên sử dụng quốc kỳ riêng của họ, còn liên bang thì không có quốc kỳ mà sử dụng quốc kỳ Pháp, có màu lam trắng đỏ và hiệu kỳ hoàng đế của người bảo hộ là Napoleon. Các cuộc đấu tranh của người Đức chống quân Pháp chiếm đóng được tượng trưng đáng kể thông qua các màu đen, đỏ và vàng. Điều này phần lớn là do đồng phục của quân đoàn tự do Luzo, một đơn vị tình nguyện của quân đội Phổ. Đồng phục của đơn vị này là màu đen với cổ áo màu đỏ cùng khuy màu vàng. Đương thời các màu đại diện cho những điều như sau: ra khỏi bóng tối nô lệ, đen nhờ các trận chiến đẫm máu, đỏ để đến ánh sáng hoàng kim vàng của tự do. Sau đó, đại hội viên năm 1815 đến năm 1816 dẫn đến việc thành lập Liên bang Đức. Đây là một liên minh lỏng lẻo của toàn bộ các quốc gia Đức còn lại sau các cuộc chiến tranh của Napoleon. Liên minh được tạo ra nhằm thay thế cho đế quốc La Mã thần thánh, với tổng thống là Frank đệ nhất của Áo, hoàng đế La Mã thần thánh cuối cùng. Liên bang không có quốc kỳ riêng. Trong cuộc cách mạng tại các quốc gia Đức năm 1848, những thành viên tự do giành được quyền lực và một quốc hội được dựng lên. Quốc hội Frankfurt tuyên bố đen, đỏ, vàng là các màu chính thức của Đức và thông qua một luật nói rằng thuyền kỳ dân dụng là cờ tam tài đen, đỏ, vàng. Năm 1850, quốc hội Frankfurt sụp đổ. Liên bang Đức phục hồi dưới quyền chủ tịch của nước Áo. Nước này đàn áp các động thái của quốc hội Frankfurt, bao gồm cờ tam tài. Sau khi Liên bang Đức giải thể, Phổ tạo thành thể chế kế thừa không chính thức của nó là Liên bang Bắc Đức vào năm 1866. Thành viên lớn nhất là Phổ. Liên bang còn bao gồm 21 quốc gia Đức khác ở phương Bắc. Chiến tranh Áo-Phổ, hay còn được gọi là Nội chiến Đức năm 1866, là cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc châu Âu và đế quốc Áo, liên minh với các quốc gia Đức ở phương Nam, và Vương quốc Phổ, liên minh với các quốc gia Đức ở phương Bắc. Chiến tranh kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Phổ, khiến cho Áo phải rút khỏi Liên bang Đức và mang lại thêm đất đai cho nước Phổ, mở đường cho họ thống nhất đất nước Đức. Không những vậy, chiến tranh Áo-Phổ cũng góp phần hoàn thành quá trình thống nhất nước Ý và chấm dứt thể chế đế quốc Áo. Sau chiến tranh Pháp-Phổ từ năm 1870 đến năm 1871, các quốc gia Đức còn lại tại phương Nam liên kết với cả Liên bang Bắc Đức, dẫn tới thống nhất nước Đức và quân chủ Phổ trở thành hoàng đế của quốc gia mới này vào năm 1871. Trong hiến pháp của mình, đế quốc Đức vẫn sử dụng đen trắng đỏ làm các màu quốc gia của mình. Với việc chính thức thông qua cờ tam tài của Liên bang Bắc Đức, đen đỏ trắng, khi trước làm quốc kỳ vào năm 1892, cờ tam tài đen trắng đỏ vẫn là quốc kỳ của Đức cho đến khi đế quốc Đức sụp đổ vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Sau tuyên bố của nước Đức Cộng hòa vào năm 1918 và giai đoạn cách mạng kế tiếp đó, chính thể được gọi là Cộng hòa Weimar, được thành lập vào tháng 8 năm 1919 để tạo thành một sự liên tục giữa phong trào chống chuyên quyền trong thế kỷ thứ 19 và nước Cộng hòa Dân chủ mới. Cờ tam tài đen đỏ vàng cũ được xác định là quốc kỳ Đức trong hiến pháp Weimar vào năm 1919. Các biểu tượng của nước Đức thời đế quốc
trở thành biểu tượng của những người quân chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa. Nhiều chính đảng dân tộc chủ nghĩa trong thời kỳ Weimar như Đảng Nhân dân Quốc gia Đức và Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, Quốc xã, sử dụng các màu tượng trưng cho đế quốc. Chế độ quốc xã tại Đức được thành lập vào ngày 30 tháng 1 năm 1933. Quốc kỳ đen đỏ vàng nhanh chóng bị loại bỏ. Ngày 12 tháng 3, một quyết định xác định hai quốc kỳ hợp pháp, quốc kỳ đế quốc đen trắng đỏ tái lập và đảng kỳ của Đảng Quốc xã. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1935, một năm sau khi Tổng thống Paul von Hindenburg từ trần và Adolf Hitler trở thành lãnh tụ, tình trạng hai quốc kỳ kết thúc. Đảng kỳ của Đảng Quốc xã là quốc kỳ duy nhất của Đức. Thiết kế đảng kỳ quốc xã được Adolf Hitler đề cử làm đảng kỳ vào giữa năm 1920. Một hiệu kỳ với nền đỏ, một đĩa trắng và một biểu tượng swastika đen ở giữa. Trong Mein Kampf, Hitler giải thích quá trình mà đảng kỳ quốc xã được tạo ra. Nó cần phải sử dụng các màu tương tự như đế quốc Đức, bởi theo quan điểm của Hitler thì chúng là các màu tôn kính, diễn đạt lòng kính trọng của chúng ta với quá khứ huy hoàng và đã từng mang lại rất nhiều vinh quang cho dân tộc Đức. Cơ quan tuyên truyền của quốc xã giải thích ý nghĩa của đảng kỳ. Màu đỏ tượng trưng cho xã hội, màu trắng tượng trưng cho tư duy của quốc gia, của phong trào và swastika tượng trưng cho chiến thắng của nhân dân Aryan trước người Do Thái. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Đức bị đặt dưới sự quản chế của quân đồng minh. Thời gian này không có chính phủ quốc gia Đức và không có quốc kỳ Đức. Đồng thời, Hội đồng Kiểm soát Đồng minh ban hành luật bãi bỏ toàn bộ các biểu tượng quốc xã. Kể từ đó, việc sở hữu quốc kỳ swastika bị cấm tại nhiều quốc gia phương Tây. Việc nhập khẩu hay trưng bày nó cũng bị cấm, đặc biệt là tại Đức. Tháng 3 năm 1948, ba nước đồng minh phương Tây họp lại để hợp nhất các khu vực chiếm đóng. Ngày 23 tháng 5 năm 1949, Cộng hòa Liên bang Đức, lúc này gọi tắt là Tây Đức, được thành lập. Đồng thời, cờ tam tài đen đỏ vàng được thông qua làm quốc kỳ. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức hay Đông Đức thành lập tại vùng quản lý của Hồng quân Liên Xô. Từ năm 1949 cho đến năm 1959, quốc kỳ Tây Đức và Đông Đức là đồng nhất. Ngày 1 tháng 10 năm 1959, chính phủ Đức sửa đổi quốc kỳ của họ bằng cách thêm quốc huy lên. Tại Tây Đức, những sửa đổi này được nhìn nhận là một nỗ lực có tính toán nhằm phân chia hai nước Đức. Ngày 10 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin được dỡ bỏ. Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, khi các lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Đức được tiếp nhận vào Cộng hòa Liên bang Đức, cờ tam tài đen đỏ vàng trở thành quốc kỳ của nước Đức thống nhất. Vậy là chúng ta đã vừa đi qua toàn bộ chiều dài lịch sử của lá cờ Đức. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Ở những video tương tự tiếp theo, nếu trực tiếp sản xuất thì Spyroom nên cải thiện những khía cạnh nào của bài viết để có thể tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho các bạn? Hãy để lại mọi suy nghĩ ở trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn vì các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!